Xin chào cô chú anh chị em yêu Lan nhé. Hôm nay em sẽ có một cái vài đơn hàng hàng bóc rừng, hàng bóc dân của Hòa Bình. Thì em hôm nay cũng có ít ít thôi ạ. Sẽ quay cho mọi người từng cái đơn để mọi người sưu tầm nhé. Cây to, cây nhỏ, cây VIP. Thì đầu tiên em sẽ lên một cái đơn một cái cây này. Cây này hàng rừng nha các bác nhé. Hàng rừng năm ngoái thì có hoa rồi, cây lá xếp rất là đẹp đấy. Cây hàng rừng cổ này, mọi người nhìn cái cổ này. Cái này về luyện thêm là ok luôn các bác nhá. Là cây này em giao lưu mọi người đơn đầu tiên là 250k nha các bác nhá. Đơn đầu tiên một cái cây này 250k, cây xếp rất là đẹp, về trồng lên chậu là ok này, 250k, Quế Hòa Bình nhá. Đây có hai cái cây cổ ống này. Thường thường những cây cổ ống thì lá nó hay đạt lên rất là to. Cổ ống kiểu cây ngô ạ. Đấy, để ông cổ ống kiểu cây ngô này rất là lá mở rất là đẹp nha các bác. Rất là đẹp luôn. Hai cây đều là cổ ống này. Em giao lưu hai cây này là 500k nhá. 200k. Những cái cây này về trồng nó phát lên rất là đẹp luôn. Đấy. Ở rừng nhìn nó sơi sài đó nhưng mà về mình chăm lên là ok. Rễ rất là dài nha các bác nhá. Về cái này lên chậu. Chuyển sang cái đơn này là có hai cái cây này, hai cây lá xếp đẹp. Hai cây này cũng giao lưu mọi người là 250.000 một cây nhá. Đấy, cả cặp này là 500. Chuẩn Quế Hòa Bình nhá các bác nhá. Quế Hòa Bình chăm lên rất là ok luôn. Đấy, cặp này là 500. Có cái đơn này nữa này. Đây cũng có cái cây cổ ống này. Lá xếp rất là đẹp. Một cây. Hai. Ba. Bốn cây nha các bác nhá. Bốn cây này em để cho mọi người làm giống thì là bốn cây là 450 thôi. Đấy. Bốn cây hàng này 450. Đấy. Đây tất cả là Quế xếp vào mình hết. Mọi người về chăm tốt lá nó sẽ phát triển rất là đẹp luôn. Đây có hai cái cây rời, hai cây rời bản lá rất to, hai cây rời này em giao lưu là 300k nhé, 300k, 300k, về cho mọi người ghép cây hoặc ghép chậu đều được, dáng thác đổ nhé, hai cây này thành một giò luôn các bác ạ, hai cây này là thành một giò luôn. Đấy. Đây có cái đơn này 1, 2, 3, 4 cây này, 4 cây này em giao lưu mọi người là 250 thôi. Đấy. Về mọi người ghép. Về mình chỉnh cho nó dựng lên cũng được mà ghép kiểu thác đổ cũng được các bác nhá. Tất cả nó là Quế xếp Hòa Bình hết. Đấy. 4 cây này 250. Các bác đang làm giống nhá. Thì em sẽ chuyển sang cái đơn tiếp theo là một cái cục nguyên bản. Cục nguyên bản nhá. Ở rừng đây nó vẫn còn mọc lên cái cây chip. Mọc lên những cái cây chip nhỏ. Đấy. Cây này thì cao tầm gần 40 phân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chất lá nhựa nhá. Chất lá nhựa dày nhá. Đây, chất lá nhựa. Chất lá nhựa rất là dày đẹp. Xếp. Cái này thì đang lên nụ rồi các bác nhá. Đây, đang lên nụ đây này. Cái này em chia sẻ với mọi người là giá là 2.000k nhá. 2.000k. Đấy. Đấy, vẫn còn rêu phủ ngoài rừng này, chất lá rất là đẹp. Còn đây em chuyển sang cái giò này rất là VIP, hàng rừng. Đây là anh em đi, đây là nó cùng một góc hết nhưng mà anh em đi nó bị tách cái đoạn này ra này, nó bị gãy cái đoạn trong cổ này ra, tách ra. Thành ra nó vẫn là chung một giày hết các bác nhá. Cổ, đây là cây con này các bác nhá, con này, một con, hai con. Ba con này, chất lá cổ lên này. Đây trước cũng là cây con thôi. Đấy, coi tầm 30 phân, gần 30 phân, xếp rụt rịt. Hàng rừng Hòa Bình xếp rụt rịt luôn các bác nhá. Bây giờ đi rừng mà kiếm được những cái cây như này rất là hiếm luôn. Không có, ít gặp. Rất là chất. Đấy. Cây này, đấy, còn cây mẹ này nó, cây giò này ngoài rừng chắc là rất là lâu năm rồi. Cái đoạn này nó bị rơi lá, xuống lá này.
cổ cây mẹ này. Xếp rụt rịt luôn con nhá. Đấy. Giò này thì VIP luôn. Để cho bác nào về sưu tầm mình lên chậu lên lũa đều ok. Giò này em lấy vào giá cũng hơi căng, lấy lại của anh em đi núi ấy. Nên là anh em chị em cô chú nào có nhu cầu sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Số điện thoại Zalo là 0982 037 488 ạ. Là vườn em để ở Lạc Sơn, Hòa Bình các bác nhé. Đấy, em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Mọi người có nhu cầu sưu tầm hàng gì thì nhắn qua cho em nhé.